Xin chào mọi người, Hà Tiêu đã quay trở lại đây. Hôm nay thì mình sẽ quay lại với một cái chủ đề mà thật sự là mình đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi từ các bạn, kể cả các bạn nữ hay là các bạn nam. Đó là về vấn đề làm đẹp, làm trắng da. Và sau đây sẽ là cái bí quyết mình chia sẻ cho các bạn với 3 tiêu chí, chính là hiệu quả, nhanh gọn và an toàn. Cái sản phẩm hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một sản phẩm mình cảm thấy là nó đạt đủ 3 cái tiêu chí mà mình yêu cầu, thì là da của mình khá là nhạy cảm. Đấy là một cái sản phẩm tên là serum truyền trắng 72 giờ. Đó, cái sản phẩm này thì mình đã sử dụng được vài tháng rồi và mình thấy khá là hiệu quả, thế nên là muốn giới thiệu với các bạn. Cái bao bì thì nó tên là serum truyền trắng 72 giờ. Cái này là 50ml một hộp này. Có ở đằng sau thì họ ghi rất rõ thành phần, rồi là công dụng cũng như là cách dùng, và có cả cái địa chỉ của nhà sản xuất các thứ ở đây nữa. Ngoài ra là các bạn khi mà mua thì nên để ý nhá, là những cái sản phẩm hàng chất lượng ok thì người ta sẽ có cái tem chống giả ở phần này và cả phần này nữa. Đó, và bây giờ thì mình sẽ apply cái sản phẩm này lên mặt để cho các bạn được thấy rõ hơn về cái chất, cách dùng thì như sau. Phút cái serum này lên, chấm 2 giọt mỗi bên má một giọt này, trên trán một giọt. Sử dụng chai để xoa đều. Đây gọi là những cái giờ thức phút để tận hưởng sau khi mọi người đã rửa mặt xong. Khi mà các bạn bôi serum nhá, thì mọi người có thể gọi là tích hợp bằng cách đấy là massage cho gương mặt của mình luôn, để cho cái serum nó được thẩm thấu vào da một cách nhanh. Và có một điều mình thấy sử dụng cái serum này rất là thích ở một cái, đấy là da của mình không hề bị bết. Khi mà mình apply lên mặt này khoảng tầm 30 giây sau là serum nó đã thấm hết vào da rồi, nó không hề bị dính tí nào luôn. Đây, mình có thể xoa đều trên da. À, mọi người có thể nhìn cảm quan cái da của mình này, cực kỳ là khô thoáng. Cái này thì cách dùng là sau khi mọi người rửa mặt xong, chúng mình dùng toner để cân bằng lại cái độ pH ở trên da, thì mình sẽ thoa cái serum này nhá, thoa xong massage các thứ. Sau đó là để khóa lại cái lớp serum thì chúng mình sẽ sử dụng thêm một cái lớp dưỡng ẩm. Các bạn có thể sử dụng sáng hoặc tối đều được nhá, ngày có 1 đến 2 lần tùy theo da của các bạn như thế nào. Ví dụ là da quá khô, sau khi mình sử dụng thì mình thấy da mình nó cải thiện từng ngày, tức là nó trắng hồng hơn, nó bị những cái vết thâm ở trên mặt này nó bắt đầu dần dần biến mất. Có một điều nữa là mặt mình bắt đầu da mỏng ấy, thế nên là hay bị nám ở chỗ này này, thì cái sản phẩm này cũng giúp cho mình giảm thâm giảm nám rất là tốt. Mọi người có thể mua về sử dụng thử cái sản phẩm này xem là chất lượng của nó như thế nào nhá. Có một điều nữa là cái sản phẩm này rất phù hợp cho những bạn nào da nhạy cảm giống như mình.